Đỗ Phi xin chào các bạn, đây là sản phẩm này, chiếc loa này MK77 này, với kiểu dáng rất là cổ điển này, hình bông hoa la kèn này. Các bạn vừa có thể là dùng để nghe nhạc này, hoặc là vừa có thể là dùng để trang trí phòng này, rất là đẹp và độc đáo này. Để mình mở hộp sản phẩm này cho các bạn xem này. Đây. Thì bên trong hộp sản phẩm này, đầu tiên là có một tờ giấy này. Tờ giấy này chắc là tờ giấy giới thiệu sản phẩm này. Rồi có một chiếc loa của chúng ta này. Đó. Và kèm theo một dây đi kèm này. Không có củ sạc này. Đây, chiếc loa của chúng ta này được đặt trong một chiếc giá này bằng nhựa này, hộp nhựa này. Đấy, cái khay nhựa này để giúp bảo quản này. Đó. Mình sẽ cất tạm cái hộp sản phẩm này ra đây. Và đây, như vậy là có loa này, rồi phụ kiện đi kèm, một dây này và một tờ giấy. Đây là tờ giấy giới thiệu này, cũng như là cách hướng dẫn sử dụng này. How to use này. Sản phẩm là cái tờ giấy này bằng chữ tiếng Anh thôi. Đó, thì nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng này. Rồi, tờ giấy này không có gì cả. Mình sẽ xem từ cái phụ kiện này trước này. Là một dây đi kèm. Dây này thì vừa tích hợp sạc này, đầu micro USB này, và có một chân 3.5 luôn. Tích hợp sẵn là luôn dây 2 trong 1. Khá là hay. Các bạn vừa dùng để sạc này, vừa cắm vào cái cổng tai nghe chân tròn của điện thoại hoặc máy nghe nhạc. Đấy, để cắm dây nghe trực tiếp này, hoặc là nghe nhạc qua Bluetooth đều được. Thì nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách sử dụng này. Đây, và đây là nhân vật chính của chúng ta này. Đó. Hình bông hoa la kèn này. Đây, sản phẩm rất là nhỏ gọn này. Chiều cao chỉ khoảng một găng tay thôi. Chiều ngang thì chưa đến một găng tay. Đấy, các bạn để trên bàn làm việc này, hoặc là tủ này, vừa nghe nhạc hoặc là vừa để trang trí này. Rất là đẹp, vừa độc đáo nữa. Còn vỏ thì nó bằng nhựa thôi. Trông thì cứ như kiểu bằng đồng thôi, nhưng mà thực tế là nó bằng nhựa. Đấy. Nhưng mà đồng mà sản xuất bằng đồng cái này thì vừa tốn kém chi phí này. Đấy, có một vành này, hình bông hoa này. Ở trong có một loa này. Đó. Và ở dưới thì sẽ có thêm một loa nữa. Tổng là 2 loa này. Thì ở đây mình thấy ghi công suất tổng là 5W này. Đó. Nhựa mà giả đồng nhìn khá là đẹp. Nhìn nó phản ánh sáng vào, trông cũng khá là sang trọng đấy. Đây, phía mặt sau này sẽ có các phím chức năng này, như là tăng giảm âm lượng này, rồi phím nguồn, on mode này, rồi để chỉnh các chế độ này, rồi chuyển bài này, đó, tạm ngừng này.
Tiếp theo là đó là phím tăng âm lượng và phím chuyển bài tiếp theo. Có nghe nhạc qua USB này và thẻ nhớ này. Các bạn sẽ cắm USB và thẻ nhớ vào, nó sẽ nghe nhạc trực tiếp này. Đấy. Và có cổng sạc này, micro USB luôn. Thì các bạn có thể sạc cho loa. Đó. Chiếc loa nhỏ gọn nhưng mà đầy đủ kết nối này. Từ Bluetooth này, rồi nghe nhạc qua thẻ nhớ USB này. Còn có cả chức năng nghe đài nữa. Tí nữa mình sẽ mở đài cho các bạn xem này. Đây để bật nguồn này, các bạn sẽ ấn giữ vào nút on này. Giữ khoảng 3 đến 5 giây. Đèn nó sáng lên và có âm thanh này. Sau đó các bạn sẽ là dùng chiếc điện thoại này. Các bạn bật Bluetooth. Đó. Thì dùng chỉ cần điện thoại có chức năng Bluetooth là được. Các bạn sẽ kết nối được với loa thôi. Android hay là iOS đều được hết. Sau đó các bạn sẽ tìm đến tên thiết bị có tên là MK77 và ấn kết nối. Đó, như vậy là nó đã kết nối rồi. Đây mình sẽ mở thử một bài nhạc cho các bạn nghe này. Đấy. Vì loa nó rất là nhỏ gọn này, thế nên là mình không thể yêu cầu cao về cái âm lượng này, hoặc là về để mở nhạc sàn chẳng hạn này, thì cái này nó sẽ không đáp ứng được. Tại vì loa nó chỉ sinh ra mục đích để nghe vừa vừa thôi, và để trang trí nữa. Đấy. Đó. Nghe giao nhạc giao hưởng cũng khá là hay. Mình sẽ tăng âm lượng lên. Đây mình tăng âm lượng của điện thoại này. Đấy, tăng giảm. Thẳng lên hết cỡ này. Đấy. Đây, hoặc là có các phím đằng sau này. Các bạn sẽ dùng các phím bấm này cũng được. Đây, ví dụ mình ấn giữ vào này. Đó, nó sẽ là tăng âm lượng lên. Vậy là tăng hết cỡ đấy, nó sẽ kêu tiếng tít 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 đấy. Hoặc là giảm đi này, các bạn ấn giữ vào. Đấy, âm lượng nó sẽ từ từ xuống. Đấy là ấn giữ, còn muốn chuyển bài thì chỉ việc ấn một lần. Chuyển bài khác hoặc là quay lại bài cũ chỉ việc ấn một lần thôi. Còn tăng giảm âm lượng thì phải ấn giữ. Đó. Đây, tiếp theo mình sẽ có một chiếc thẻ nhớ này để các bạn nghe nhạc từ thẻ nhớ được luôn. Đấy. Đây, ở đây có một cái khe cắm thẻ nhớ này. Thì ở đây loa mình vẫn đang bật này. Thì các bạn sẽ cắm thẻ nhớ vào. Đó, và nó chuyển nghe nhạc trên thẻ nhớ đó. Ở đây mình copy một bài nhạc vào. Âm thanh khá ổn. To show you.
Đây, tạm ngừng này. Đấy. Và tiếp tục các bạn sẽ ấn vào. Đây, và tăng âm lượng này. Giảm âm lượng đi này. Đây, và để tháo thẻ nhớ này, các bạn sẽ ấn tắt nguồn đi, hoặc là chuyển mode này sang chế độ khác này. Không có là đang đọc ở trên thẻ nhớ mà mình tháo đột ngột thì có khi là một lần thì cũng chưa sao đâu, mình nhiều lần thì có thể là cháy thẻ đấy. Thế vậy các bạn sẽ là chuyển ấn nút mode đấy, chuyển sang chế độ khác này, hoặc là tắt hẳn loa đi. Đây, mình sẽ cắm chiếc thẻ nhớ này sang chiếc đầu đọc thẻ để làm cắm vào cái cổng USB này để nghe nhạc này. Đấy. Đây, mình sẽ bật loa lên này. Bluetooth mode. AUX mode. Đấy, với nút nguồn thì các bạn sẽ ấn FM mode. Một lần này để chuyển Bluetooth các chế độ này mode. Từ Bluetooth này AUX mode. Rồi nghe đài này. Ở đây USB thì các bạn sẽ khi mà bật loa thì cắm lại này. Đấy, tức là loa nó phải bật sẵn đi, xong mình cắm USB thì nó nhận. Nó như kiểu là thẻ nhớ lúc nãy đấy. Còn mình mà đang cắm sẵn USB mà mình vừa tắt loa đi xong bật lại thì nó chưa nhận đâu. Đó, đây là nhạc đang phát trực tiếp từ cái cổng USB này. Này, cho các bạn ngắm lại một lần nữa này. Rồi, mình sẽ tắt tạm cái loa đi để rút cái USB này ra. Tiếp theo mình sẽ là bật lên này và test các chức năng khác này. Đây, ví dụ nó đọc US Mail này, là mình sẽ là cắm cái dây này để nghe nhạc trực tiếp này từ từ dây. Nếu mà các bạn không muốn nghe qua thẻ nhớ này, hoặc USB này, hoặc Bluetooth này, mà các bạn thích cắm trực tiếp dây thì cũng được thôi. Đây, với cái dây cho sẵn này, các bạn sẽ cắm một đầu micro USB này và loa này, và đầu còn lại này. Đó, nó là một cái cổng chân 3.5mm này. Các bạn sẽ có những cái điện thoại hoặc là máy nghe nhạc, nó có cổng tai nghe 3.5 đấy. Đó, các bạn sẽ cắm vào cái cổng tai nghe. Rồi, và mở phần nhạc lên. Như vậy là nó sẽ phát nhạc từ điện thoại này ra loa qua cái dây này. Đó. Tất nhiên là các bạn sẽ thích cái không dây nhiều hơn, phát nhạc qua Bluetooth thì nó tiện hơn. Cái này mình chỉ là thử test hết các chức năng cho các bạn biết này. Hoặc là ví dụ những cái máy nghe nhạc nó nhỏ nhỏ, nó không có chức năng Bluetooth chẳng hạn này, thì các bạn sẽ là cắm vào cái cổng tai nghe của nó. Đấy, như kiểu mình đang cắm chiếc điện thoại này.
Đó. Pha nhạc khá là ok. Rút ra này, cắm lại này. Đấy. Đây thử mình thử next bài mà nó lại không next này. Thì tạm ngừng nha nào. Thử next các thứ cũng không được. Chắc là nó do cắm vào tai nghe với cổng tai nghe rồi, vì vậy nó sẽ không nhận. Đây vẫn cái dây đó này, thì các bạn sẽ là sạc cho loa này. Dây nó rất là thuận tiện này. Đây, mình sẽ dùng cái cổng USB còn lại này. Các bạn sẽ là cắm vào cái củ sạc điện thoại này. Các bạn nên dùng củ sạc công suất nhỏ thôi, 5-10W thôi, để dùng cho loa nó được bền này. Đấy, các bạn sẽ là cắm vào và nó sẽ sạc cho loa này. Ở đằng sau nó sẽ có đèn báo này, nhấp nháy đỏ xanh này. Đấy. Báo hiệu là đang sạc. Còn chỉ mỗi màu xanh không là đang hoạt động. Hoặc là các bạn có thể cắm vào cục sạc dự phòng khi mà các bạn mang đi cắm trại picnic chẳng hạn này. Hoặc là mang ra ngoài không có ổ điện thì các bạn có mang theo một cục sạc dự phòng này, sẽ sạc luôn được cho loa này. Đấy. Đây, đèn báo này, nhấp nháy xanh đỏ. Rồi, đó là chức năng sạc này. Tiếp theo mình sẽ là test chức năng cuối này, là mở radio này, mở đài cho các bạn nghe thử này. Các bạn sẽ ấn giữ vào cái nút pause đấy, nút tạm ngừng đấy, để nó dò tất cả các cái kênh đài hiện có bắt được này. Đấy. Các bạn lưu ý là vẫn cắm dây nhé. Để mình cho nhỏ âm lượng xuống đã. Đây, dò lại này. Khi mà cắm dây này, các bạn nó sẽ dùng cái dây này để thu sóng được này, khỏe hơn này. Nó giống như ngày xưa mà các điện thoại của ngày xưa ấy, cũng phải cắm tai nghe để nghe được đài ấy. Còn bình thường nếu mà vào chức năng, vào cái phần mềm nghe đài thì điện thoại nó sẽ không bắt được. Mà các bạn nhớ là thời cách đây khoảng 5-7 năm, chục năm về trước ấy, muốn nghe được đài thì phải cắm cái tai nghe qua cổng 3.5mm ấy, để nó vừa dùng tai nghe để dò sóng. Đấy. Thì cái này các bạn cũng phải cắm cái dây đằng sau đấy. Tuy nó chỉ là dây thôi, nó cũng không phải là anten gì cả, nhưng mà mình cắm vào lại thấy nó bắt được nghe rõ hơn. Đường Nguyễn Thái Học thì chúng ta sẽ cảm nhận hơi đông một chút, nhưng đây, nghe đài này khá là hay luôn. Dị đêm tối đi ra ngoài chẳng hạn, để các bạn chuyển kênh khác thì cũng ấn nút chuyển tiếp này, hoặc là nút quay lại thì nó sẽ đều là chuyển sang cái kênh khác. Đấy. Sử dụng khá là hay, trông nhỏ nhỏ gọn gọn mà dùng nghe được đài luôn. Ví dụ các bạn dùng cái loa này, các bạn tặng cho ví dụ ông bà chẳng hạn, hoặc bố mẹ, vừa để trang trí, rồi vừa đêm đêm các cụ có thể nghe đài chẳng hạn. Đấy, khá là hay. Đây, chuyển các kênh này. Đó,
thì tùy vào tần số sóng của cái đài đấy thôi mà cái loa này nó bắt được. Có cái thì nghe rất là rõ, có cái thì nó hơi xoẹt một tí. Đấy, cái đấy là nó phụ thuộc vào tần số sóng thôi. Nhưng mà như vậy mình thấy khá là ok rồi. Lựa chọn thứ hai cho các phụ huynh và học sinh đó chính là lớp nâng cao IELTS. Dù mới chỉ là những sinh viên năm 2, năm 3, nhưng Thanh Diễm IELTS cam kết đầu ra dựa trên năng lực đầu vào. Như ở chỗ mình này đang thu được rất là nhiều kênh đài này, rất là nhiều tần số luôn. Với 8 tiết tiếng Anh. Cái này cũng tùy vào thời gian mà cái đài đấy nó có hoạt động hay không. Muốn là làm được càng nhiều công việc, trải nghiệm được càng nhiều càng tốt. Để ví dụ mình rút thử cái dây ra này. Thì các bạn sẽ nghe tín hiệu nó khác ngay. Đấy. Đấy. Ở đây mình chưa cắm hẳn cái dây vào đâu. Mình chỉ đang để hờ hờ thôi. Như vậy là nó sẽ dùng cái dây này để thu sóng được tốt hơn này. Rất là hay vậy. Đấy. Đây. Test lại tiếp này. Đấy, chỉ cần để hờ hờ cũng được. Ở đây mình chưa cắm vào đâu. Sống hơn. Đó. Khác với Thành Diễn, hai trong số ba công việc đều có liên quan đến chuyên ngành. Mà rút dây ra một cái là âm thanh nó khác hẳn luôn. Nhiều công việc cùng lúc thì nó thực sự sẽ mang lại cho mình rất là nhiều các cái giá trị khác nhau. Nó sẽ mang lại một cái nguồn thu nhập rất là ổn định. Giá trị tinh thần thì nó sẽ... Đây mình thử dí vào tay vào xem nào. Cái lúc trước mình có test thì mình dí tay mình vào thì nó có thu được rõ hơn. Chắc là tùy từng tần số của đài rồi. Tại vì vừa phải cân bằng với việc học ở trên trường. Đây, ví dụ cắm cái dây này vào này. Để hờ nó cũng được. Còn tham gia. Đó. Cái này mình cũng mới phát hiện ra thôi. Mình tưởng cái cổng này nó chỉ là cổng sạc thôi. Cổng sạc hoặc là cắm nghe nhạc trực tiếp từ điện thoại thôi. Nhưng mà không ngờ nó cũng có tác dụng là truyền dẫn thu được tín hiệu radio đấy. Cái cuộc kết nối vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy là đấy, nghe nét hơn hẳn. Cái thường ở trên da nhưng mà chúng ta cũng không biết ở đây mình test không, tay này có phải là liên quan tới một cái bệnh lý nào hay không, nên là cũng đôi khi là cũng khiến cho cái tâm đấy như vậy là nó cũng là dựa vào người mình cũng là người để thu được tần số nó được rõ hơn này. 0827 365 365 0827 365 365 Thế nên là khi các bạn sử dụng này thì các bạn cứ cắm cái dây đằng sau đấy. Ví dụ mà muốn nghe đài chẳng hạn này, hoặc là sạc cho loa này thì các bạn cắm được luôn, sạc cho loa này. Hoặc là muốn nghe đài thì dùng cái dây này, nó sẽ là thu tiếp sóng nó được tốt hơn. Những cái gánh nặng về mặt tâm lý. Và sau đó thì theo những cái sự hướng dẫn và tư vấn từ bác sĩ thì chúng ta cũng sẽ có thể cải thiện được cái tình trạng đó tốt hơn. Và bây giờ thì thông qua tổng đài 0827 365 365 thì chúng tôi cũng tiếp tục nhận được cuộc kết nối từ một vị thính giả ở Hà Nội là bác Tuân, năm nay bác chuyển kênh khác này. Với một chiếc loa này vừa có thể là nghe nhạc này, vừa có thể làm trang trí này, rồi nghe nhạc đầy đủ chức năng này, Bluetooth này, rồi nghe nhạc từ thẻ nhớ USB này, rồi có thể là nghe đài FM này, rất là hay. Rồi ok, như vậy là mình đã giới thiệu xong cho các bạn xem này, các cách sử dụng này, cũng như là giới thiệu sản phẩm này. Thì nếu các bạn thấy hay đừng quên like, share và subscribe kênh này. Đừng quên link mô tả cũng như là link mua hàng mình để ở phía bên dưới này.